Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thành Nghị sẽ đi về đâu? Năm 2023 hứa hẹn một năm rất nhiều biến động ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Dây mờ dễ má của Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa thể cắt đất, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt khá nhiều. Trần Bắc Hà thì đã bị chết bí ẩn trong tù, Đinh Đà Thăng thì đang ở tù dài hạn, Hoàng Trung Hải thì bị loại khỏi vũ đài chính trị, và cựu thống đốc ngân hàng nhà nước dưới thời ông nguyễn tuấn dũng cũng bị ông nguyễn phú trọng loại khỏi vũ đài chính trị sau một nhiệm kỳ giam lòng tại ban kinh tế trung ương đảng ông trọng chặn cũng nhiều nhưng không thể chặn hết mọi chân rết mà ông cựu thủ tướng nguyễn tuấn dũng đã cải lại trường hợp ông phạm minh chính là một thành công của bàn tay cắm mà ông nguyễn tuấn dũng đã chuẩn bị từ rất lâu từ trưởng ban tổ chức trung ương ông phạm minh chính chiếm lấy chiếc ghế chính phủ một cách bất ngờ và nhờ đó Nguyễn Thành Nghị được đưa vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Trước khi rời chính trường, ông Nguyễn Tân Dũng đã cải lại rất nhiều người từ Bắc đến Nam. Trò chơi chính trị là những bản đấu đá, tranh giành quyết liệt. Không cần người có chuyên môn giỏi, không cần người có khả năng quản trị, mà chỉ cần người có thế lực mạnh hơn hoặc biết trước thời cơ, làm tốt thì sẽ nắm quyền. Trường hợp ông Phạm Minh Chính nắm ghế thủ tướng là một trường hợp như vậy. Ông Chính là một người bên đảng, chưa có kinh nghiệm thực hiện vai trò quản lý nhà nước. Ở cương vị là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính vẫn chỉ là người đứng đầu tỉnh về mặt đảng mà thôi. Ông Chính ra chủ trương, còn người điều hành bộ máy chính quyền tỉnh khi ấy là ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một bạn đọc dấu tên cho biết rằng, làm bệ phóng của ông Phạm Minh Chính là Quảng Ninh mà nơi chôn vùi sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính cũng sẽ là Quảng Ninh thời ông chính làm bí thư tỉnh ủy ông chính được cho rằng đã kết nối với bà đảo nhất đảo kiến trúc sư trưởng dự án vành đai và con đường của ông tập cận bình nhờ đó quảng ninh được đón làn sóng đầu tư từ trung quốc đổ sang mặc dù tiêm ẩn nguy cơ mất thị trường và thậm chí tạo điều kiện cho người trung quốc tràn vào làm chủ nền kinh tế tại tỉnh này ông phạm minh chính được cho rằng là hàng cài thành công nhất của ông nguyễn tân dũng ngoài việc kết nối với trung quốc ông phạm minh chính đã dọn đường cho các sân sau hưởng lợi đây là vết đen của ông chính đang để lại ông đinh văn nơi là người đang điều tra những vấn đề của ông phạm minh chính khi còn là bí thư tỉnh ủy ở đây ông chính dường như đã dính líu đến bà nguyễn thị thanh nhàn một vết đen không thể gột rửa thông tin ông nguyễn phú trọng đang nắm trong tay lá đơn xin từ chức của ông phạm minh chính được xem như là một sự đầu hàng của cánh nguyễn tân dũng nếu đây là sự thật thì việc ông phạm minh chính rời ghế trong năm nay là hoàn toàn có thể diễn ra còn nếu ông chính không từ chức sớm thì hết nhiệm kỳ này ông chính cũng sẽ dụng cho tới nay ông nguyễn thanh nghị vẫn chưa thể đứng vững được mà đang phải dựa vào ông thủ tướng phạm minh chính ông nguyễn tân dũng đã cài nhiều người nhưng hầu hết đều dụng riêng ông chính thì được xem là thành công nhất nhưng với tình hình này xem ra sự thành công ấy cũng không thể kéo dài được bao lâu Nguyễn Thanh Nghị khi được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thể hiện rất năng nổ. Nhưng cuối cùng, vì muốn chứng tỏ năng lực mà ông Nghị đang đè lên vai ông Phạm Minh Chính một nhiệm vụ bất khả thi. Dự án 1 triệu căn nhà xã hội và việc triển khai gói 120.000 tỷ đồng đang cho thấy nó là việc làm ngoài tầm với của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Nếu ông Phạm Minh Chính nối gót ông Nguyễn Xuân Phúc thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ rất bờ vờ nếu ông chính dụng giữa nhiệm kỳ, Nguyễn Thành Nghị sẽ rất khó để tự đứng vững. Bởi lý lịch Nguyễn Thành Nghị đã có vết đen, đó là sai phạm đất đai tại Kiên Giang mà Nguyễn Thành Nghị vướng vào hồi năm 2020. Khi đó, Nguyễn Thành Nghị từ bí thư tỉnh ủy, cấp hàm ngang với bộ trưởng đã bị chuyển xuống cấp hàm thấp hơn, đó là thứ trưởng Bộ Xây dựng. May cho ông Nghị, đó là ông Phạm Minh Chính đã nắm được chiếc ghế thủ tướng đã cứu ông Nghị một bàn thua trông thấy và giờ đây Phạm Minh Chính lung lay thì tương lai của Nguyễn Thành Nghị cũng sẽ vô định. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ tướng nối gót Chủ tịch Phúc, Nguyễn Thành Nghị sẽ đi về đâu đây? Bị dồn vào đường cùng, Thủ tướng tính buồng ghế tháo chạy. Việc ông Tô Lâm thuyên chuyển Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh không phải là thuyên chuyển ngẫu nhiên, mà là nước cờ mang tính chiến lược của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Địa bàn thì Quảng Ninh còn lưu lại dấu vết của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính rất rõ nhiệm vụ cũng đinh văn nơi là giúp ông tô lâm đánh vào thành trì kiên cố nhất tại đây tới đây tập đoàn sun group của đại gia lê viết lam được phép xây dựng sân bay tư nhân đầu tiên ở việt nam và hiện nay với cương vị là thủ tướng chính phủ ông phạm minh chính đang lên chính sách xây dựng thêm một số sân bay nữa và cải tạo một số sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng nghĩa là ông phạm minh chính đang tham nhũng chính sách ông đang làm chính sách cho nhà đầu tư tư nhân vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang đè ép áp lực lên ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu với bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đang bị Bộ Công An Việt Nam điều tra với sự giúp sức của ông Đinh Văn Nời theo thông tin nội bộ cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giải tiền tham nhũng từ bí thư tỉnh đến các sở liên quan và giải đến tận các lãnh đạo bệnh viện chiêu trò tương tự như bà Nhàn đã từng làm với bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, việc điều tra bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thời gian đó gặp rất nhiều khó khăn. Vụ án vẫn chưa tiến triển được nhiều. Mới đây, ông Tô Lâm đã tiếp tục bố trí trong Đinh Văn Nơi hai cấp phó mới để củng cố sức mạnh. Bởi trong vòng 6 tháng qua, sức phản kháng, sự cứng đầu của những lãnh đạo từng được ông Phạm Minh Chính cải lại đang làm trong Đinh Văn Nơi bất lực. Thậm chí đang có sự ủ lì, bất hợp tác ngay trong các cấp phó và trưởng các ngành dưới tay ông Đinh Văn Nơi. Mới đây, ông Đinh Văn Nơi đã cho khởi tố ông Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và là Phó ban tổ chức cục tỉnh Quảng Ninh này. Ông Phạm Văn Thành là một người được ông Phạm Minh Chính cài lại trong bộ máy chính quyền tỉnh ở đây. Cũng theo thông tin từ blogger Thái Văn Đường trước khi bị bắt cóc cho biết, thì ông Phạm Văn Thành là cháu ông Phạm Minh Chính. Không biết thông tin này có chính xác hay không. Tuy nhiên, theo thông tin riêng thì Phạm Văn Thành là hàng cài của ông cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính khi đó. đồng đến ông Phạm Văn Thành là cánh mà phe Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đang tuyên chiến với thế lực ông Thủ tướng. Tại Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đang khoét sâu vào tử huyệt của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài những bí mật của ông Phạm Minh Chính tại tỉnh Quảng Ninh đang bị điều tra, lần này phe Nguyễn Phú Trọng đang ép ông Phạm Minh Chính phải giải bài toán khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam. Càng ngày, ông Phạm Minh Chính càng tỏ ra bất lực. Nguồn vốn đầu tư công kẹt cứng không biết khai thông như thế nào cho được. Rồi mới đây là gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho dự án 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp đang là áp lực rất lớn đè lên vai ông Phạm Minh Chính. Ông Trọng đốt lò rất mạnh, cả bộ máy chính quyền đang trở nên sợ, không dám làm, không dám nghĩ, hoặc vừa làm vừa ngó quanh Điều này đã khiến ông Phạm Minh Chính khó khăn hơn trong việc triển khai chính sách và điều hành chính phủ. Về vấn đề kinh tế, Vương Đình Huệ quan sát rồi chọc ngoáy lên ông Tổng Bí Thư. Điều này khiến cho áp lực lên ông Phạm Minh Chính ngày càng lớn. Một nguồn tin riêng cho biết ông Phạm Minh Chính chịu không nổi áp lực tứ phía, dường như đã đệ đơn lên Bộ Chính trị để xin từ chức. Tuy nhiên, lá đơn ấy vẫn đang được ông Nguyễn Phú Trọng tạm giữ và cân nhắc rất có thể lá đơn ấy sẽ được xem xét tại hội nghị trung ương 7 sắp tới hoặc tại hội nghị bất thường sau đó. Hiện nay, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang chịu áp lực rất lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang tính toán cho thời điểm thay thế ông Phạm Minh Chính. Nếu thay ngựa giữa dòng vào lúc này có thể sẽ gây chia rẽ lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, ông Trần Lưu Quang chưa vào bộ chính trị nên thiếu nhân sự để mà thay thế. Nếu có giải pháp toàn vẹn có thể đến tháng 7 chính trường sẽ có biến lớn. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chưa chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị dồn vào đường cùng, thủ tướng tính buông ghế, tháo chạy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề